Tâm chiếu quản quán xin chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi của Nguyễn Thị Tâm. Con xin phép hỏi cô hai câu hỏi ạ. Một, trong kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn có đoạn nói về hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài đã hóa hiện muôn ức thân để hóa độ chúng sinh, có khi là thần, là quỷ, có khi lại mang thân đồng nam, đồng nữ. Con không hiểu thân đồng nam, đồng nữ ở đây có nghĩa là thế nào ạ? Thân đồng nam, đồng nữ ở đây gọi là đồng trinh đấy ạ. Tức là những người chưa xây dựng gia đình. Các quý đạo hữu rõ chữ này chưa ạ? Đấy, những người mà hãy còn trinh nguyên, những người tuổi trẻ hoặc những người là trẻ con đấy ạ. Tức là các ngài hóa thân từ có thể là những người đứa trẻ con. Tức là các ngài hóa thân vào một chút, cho nên chúng ta mới được học là gì? Không phân biệt lời nói này được nói ra từ ai, từ người lớn hay từ trẻ con. Nếu như cái lời nói này chúng ta thấy là thiện thì chúng ta nên làm theo. Đấy, các quý đạo hữu rõ chưa này chứ ạ? Có thể chúng ta là một người có phúc, rất là có phúc. Chúng ta sắp sửa gặp phải một cái lạn gì đó thì chúng ta gặp ngay một đứa trẻ con đi qua, nó nói cho chúng ta một câu gì đó, chúng ta chợt tỉnh và chúng ta tránh được cái nạn đó. Cho nên là cái năng lực của Ngài Bồ Tát Quán Âm thì Ngài hóa hiện rất là nhiều thân. Thân người già, thân người trẻ, thân đồng nam, thân đồng nữ, thân tể quan, tất cả các thứ các Ngài có thể hóa hiện để tùy duyên mà theo căn cơ của chúng ta để chúng ta có thể được độ. Ví dụ như là lúc đấy chúng ta gặp phải những cái chuyện rất là nguy hiểm, nhưng trong tâm nghiệp của chúng ta là chúng ta không tin những người thanh liên, không tin những người thanh liên lớn tuổi, mà chúng ta chỉ đặt lòng tin ở đứa trẻ con thôi. Thì khi mà trong tâm chúng ta như vậy và chúng ta có cái phước duyên được Ngài cứu độ thì Ngài liền hóa hiện ra thành một đứa trẻ con đồng nam đồng nữ nhỏ tuổi để nói cái điều mà sẽ mang đến lợi ích cho chúng ta. Thì vì chúng ta sẵn chỉ có cái chấp là chỉ tin trẻ con, trên chúng ta tin ngay và chúng ta có thể làm theo và chúng ta sẽ được hạnh phúc, chúng ta sẽ được lợi ích. Giống như các cụ nói là đi hỏi già về nhà hỏi trẻ đấy ạ. Đấy, thế nếu mà chúng ta có một việc gì đó thì Bồ Tát Quán Âm sẽ hóa hiện ra một thân đồng nam đồng nữ nho nhỏ đấy để nói, để chúng ta có được cái lòng tin, chúng ta có lợi ích nhé. Thế cho nên là đồng nam đồng nữ là những người nhỏ tuổi, là những hoặc là những người còn đồng trinh, tức là những người còn trinh nguyên đấy, thì ta có thể gọi đó là đồng nam đồng nữ. Nhưng thường thường đồng nam đồng nữ thì thường nói về những người còn nhỏ tuổi ạ, tức là trẻ nhỏ tuổi nhé.